Girona một tiếp tục bay bổng với chiến thắng tiếp theo và vị trí dẫn đầu sau một tháng 3 chặng đường. Đội bóng xứ Catalan sẽ đến làm khách tại sân Bayeta của Rayo Vallecano vào thứ Bảy, một đối thủ vừa cầm hòa Real Madrid không ngay tại Santiago Bernabeu cuối tuần trước. Nếu huấn luyện viên Michel Sanchez có thể giành chiến thắng trước đội bóng cũ của mình, thì Girona sẽ kéo dài khoảng cách điểm số ở ngôi đầu bảng lên 5 điểm so với Real Madrid. Đội sẽ ra sân vài giờ sau đó tiếp đón Valencia, và nhiều hơn 7 điểm so với vị trí thứ 3 của Barcelona, đội vốn tiếp đón Alep vào Chủ nhật. Girona được thăng hạng vào năm 2022 và đây mới chỉ có mùa giải thứ 4 họ tranh tài ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Mọi người đang nhìn vào chủ sở hữu của họ là City Football Group, có trụ sở tại UAE, là công ty mẹ của đương kim vô địch châu Âu Man City, nhưng tài chính chắc chắn không phải là lý do đằng sau thành công này. Bởi thực tế chỉ rõ rằng, Girona chi tiêu dòng chỉ vỏn vẹn 5 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng vào mùa hè. Nhưng ở thời điểm này, một số người ở Tây Ban Nha bắt đầu tự hỏi liệu Girona có thể lặp lại điều kỳ diệu mà Leicester City đã làm ở Premier League năm 2016, khi nâng cao chức vô địch một cách đáng kinh ngạc. Tại Girona, những nhân vật chủ chốt trong đó có huấn luyện viên Michel Sanchez và giám đốc thể thao Quique Caser đều đang cố gắng giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Caser mới đây chia sẻ với AFP, trong nội bộ, chúng tôi rất rõ ràng rằng những gì Leicester từng làm là một kỳ tích rất lớn, và rõ ràng đây là những tình huống rất tốt đẹp. Nhưng chúng tôi không nghĩ về điều đó, chúng tôi biết thực tế mà chúng tôi đang gặp phải. Chúng tôi biết rằng ở đây có Barca, Madrid và Atletico Madrid là những câu lạc bộ khổng lồ và có ngân sách rất lớn. Huấn luyện viên Michel Sanchez trở lại đội bóng cũ Rayo Vallecano để tìm kiếm chiến thắng vào thứ Bảy.